Chết rồi, luôn cái khóc rồi. Không có sao chứ á. Ra má nó sống nhiều lắm. Rồi cái giọng của vô sao mà nó khang khang vậy? Ừ, tại bệnh đó, nhớ em nhiều đó. Dạ, một cái là chết bây giờ. Rồi cái gì? Mấy chuyện sự thật nghe thì nó trái tay rồi. Thiệt mà. Có rau nè. Có rau nè, cả nhà ơi, hái rau má. Hái rau má để nấu canh ăn. Đó, rồi thằng cùng này. Mày ngó cái mặt ra coi. Tao kêu mày đi qua bển để cai nghiện. Hello, cái gì dòm đây xe? Chào cả nhà. Cái giọng nói thì khàn hết trơn. Chắc chửi một mình nhiều quá đó hả? Đâu có. Ủa, không phải chửi mình nhiều quá sao giọng nói khàn hết? Hả? Để nói rồi đi không suốt nè, ông Đen nói kìa. Nhớ mà ăn nhiều. Không có giỡn nữa nha, bây giờ vô đi không như vậy đó hả Lạch? Tôi đi đâu? Ông Đen nói là đi hoài luôn. Trời, đi tản bộ đó nha. Tản bộ cái gì? Sáng thôi vậy đi qua bển đi, đi qua bển ở qua bển ngày nằm là không có được đi đâu hết trơn á, phải ký trong cái giấy hợp đồng là ở trong nhà, ở trong nhà bao lâu để cai nghiện. Ok, khỏi đi chương trình program kia đó. Vô nói là đi kia vô chán thì đi qua bển đi, đi qua bển cai kiểu đó đi, không có giỡn nha. Tại sao cái gì vô cô không thực hiện? Không phải đâu, nếu mà đi qua bển thì như là sướng rồi, nhưng mà ở bên đó đầy đủ quá, chỉ có nghĩa là không có chọn, không có gì, không có chọn vẹn là tôn trọng Du mà thầy là bữa đó giận rồi thầy không qua đó đúng không? Ủa thầy không qua đó, cái lời thầy của Du mà có cái gì mà Du phải nói đồ nghe mắc cười quá vậy? Bởi người sống vậy đó, hèn chi cả đời Du đó là dũng xồ xình, dũng lầy đó mọi người. Đó. Nó sống không tốt, nó đi qua bển. Hàng chửi nó, cái nó thề, nó không đi qua đó. Bây giờ nó kiếm như giả bộ, nó nói giả bộ thề. Mày đừng có nói cái từ giả bộ mà mày đừng giả bộ thề. Không mày nè để này bển đi. Không có phải giả bộ, không phải. Nhưng mà ý mày thề đó, mày giả bộ cái cớ của mày nói với tao. Ok. Không, mày sống đàng hoàng đi. A Lạch. Tại vì mày cứ chơi ba đó trong đầu mày, cho nên trong đầu mày là toàn là cái nghĩ bậy, cái khùng, cái điên. Ok, mày cai được đi rồi mày sẽ nghĩ ra thấu đáo liền à. Mày cai được đi. Bây giờ tao nói mày không nghe thì cuộc sống của mày nó thiệt luôn á, sau này á mày đừng có hối hận là khi mà không có chị Hằng Kali rồi cuộc sống của mày sẽ như thế nào. Mày quay mặt qua đây coi. Ngồi xích thôi đó đi, cho tôi hái vậy. Đó, ba cái rau. Cắt lẹ hái đi, hái rau đàng hoàng chứ không hái mấy rau dơ nha. Đó, trồng rồi không có ăn, để nó hư trơn à. Ba cái rau má, thằng mới về thằng hái mấy trái dưa leo nữa đó. Để không thôi, nó không hái lại để già hết trơn mọi người. Đó. Nè, có cái đậu nữa. Đậu vô để già hết rồi, hái làm gì, già rồi thôi. Thôi, già rồi. Ăn với bánh mì. Hái là hái cái loại nhỏ nhỏ ăn chứ. Còn non như vậy đó là người ta canh, người ta hái, con này nó trồng để già luôn nó mới hái mọi người ơi. Không hái luôn rồi giờ già luôn, hái làm gì dục bỏ uổng. Ăn nó mới bà nhiều dinh dưỡng. Thôi đừng có tào lao quá đi, Du ăn đi. Vậy sao Du không hái, Du ăn. Đây nè, nó trồng cây bưởi được vậy mà cây bưởi này mà Du bứng ra nữa là Du khùng nặng nha. Quay lại lúc nghe mày nói. Không được bứng đi đâu nghe chưa? Bứng đâu đâu. Bứng là nó mất sức, là nó chết ngắt nghe chưa? Đó, trồng mấy năm rồi? Trồng từ thôi. 2-3 năm á, 2 năm à. Cuối 4 tháng nữa, 3 năm. Không, cái này về nhà lâu rồi mới trồng cây này. Để coi coi cây bưởi này chừng nào có ăn nha. Mà tới ăn được chừng khùng mẹ nó rồi sao ăn bưởi. Mày trồng mày tỉnh táo mày mới ăn chứ. Con mà khùng cả đó mà cũng không biết bưởi đâu ăn. Phải không? Hả? Nói sao Thấm Ý nó cười rồi. Giờ khùng cả đó bưởi đâu ăn. Hả? Trong cái bưởi mọi người mà khùng cái này rồi bưởi đâu ăn, ai cho ăn hả? Đó không, tới cái bưởi có trái ăn được là khùng mẹ nó rồi.
chọc nó vậy mới có cười chứ bây giờ không chọc nó sao có cái gì mà nói mà cười. Đây nè, hái trong này nữa nè, nè đó, rau non dễ sợ luôn mà không ăn là không á trời. Ây da, trồng rau gì đâu mà cả đời cũng không có ăn vậy trời. Kìa mọi người, ăn lạch trồng rau. Rồi giờ đi trồng bắp, tưới cho tưới nước động dũng luôn. Tưới nước như vậy đó có ăn được không? Rồi à, là thấy không tốn tiền nước, ai trả tiền nước vậy? Ừ. Trồng bắp có bao giờ ăn được đâu trồng chi. Tốn tiền nước quá, không có chịu nổi. Trời ơi. Bỏ tay luôn. Ủa thấy Hạnh quay vô sao mà xấu quắc vậy, quay không có đẹp vậy chứ vậy? Ừ. Làm gì? Kêu Hạnh quay á, nói khi Hạnh quay nó Hạnh quay cho đẹp đẹp, quay tôi đẹp đẹp nha, bộ trai rồi nha. Ừ. Sao Hạnh mày quay mày lúc nào cái mặt mày cũng khùng tới mơ tới mát vậy? Ừ. Hả? Không biết. Hay là không biết quay kỹ thuật? Không phải không biết quay kỹ thuật gì đâu. Chắc ở nhà đó là đi ăn chơi quá đó. Dạ ơi. Vậy thì cũng giống như bình thường vậy nè. Ai biết rồi. Mày giỡn mặt lên bình thường tao coi coi. Ừ. Bình thường cái gì, cái mặt này thì nó đỡ hơn cái mặt Hạnh quay đó. Quay qua coi. Ừ. Được kìa. À. Ai biết hả? Bây giờ nói với em Hạnh quay cho A Lịch đẹp đẹp chút. Biết không? Biết không? Ừ. Nói là em Hạnh quay A Lịch đẹp đẹp chút, để bô trai chút, để tôi còn kiếm ghệ nữa. Nghe chưa? Nghe không? Ừ. Hả? Ừ. Phải không? Rồi. Rồi cứ chó hốt rồi đem đi đổ đâu hết rồi. Bỏ trong bao làm chi chứ. Đào lỗ đất chôn nó xuống. Rồi em Hạnh dẫn đi mua cái gì? Phân. Phân về trồng cái gì? Phân lận để tưới. Nhưng mà mỗi tháng tưới lận rồi. Bên đây còn nè. Rau má bên đây kìa. Hái cái chùm này nè. Mới tháng tới, mới tới, ừ. Mới tới đầu tháng. Rồi bây giờ Khang tiến tới cỡ đó đó. Ăn rau dền không? Thôi, rau dền tới thiên ghê. Trời ơi, rau dền nữa. No, không ăn, cắt rau kia tôi được rồi, rau má được rồi. Rau má nấu canh tôm khô ăn. Nhà không ai ăn chưa, có nên tôi ăn nè. Hai đứa nhỏ nó cũng không biết ăn. Du cũng đâu có ăn đâu. Nó có rau má non xanh ôm vậy nè cả nhà. Mà chồng rồi để bỏ. Ăn đâu. Rồi từ này thứ hai em Hạnh không có lợi dẫn đi nữa hả? Ừ. Sao vậy, sao không điện kiếm? Đâu có gì nữa. Rồi sao lại không điện kiếm? Hả? À là tôi hỏi kìa. Tôi hỏi gì là Hạnh không có tới, sao là không điện kiếm? Hả? Có vô số phone đó. Vậy tôi cho số phone này là điện không? Ừ. Hả? Điện làm gì? Điện để kêu em Hạnh chở đi. Đi à, mua đồ. Tại có chồng rồi. Cô bị chọc ra nó nói ra. Cuối cùng tao khui ra câu mày cũng hiểu. Mày cũng hiểu tao đang nói gì. Đó quá, đâu hiểu được. Em Hạnh có chồng rồi hả? Nhưng mà Si có chồng rồi. Ờ. Ôi, chừng ông hiểu lầm, ông giận à. Ồ, vậy hả? Có chừng ông hiểu lầm, ông giận à. À, tao khui vậy mà cuối cùng. Thiệt chứ bộ. Tao đâu có nói ý gì đâu, sao tự nhiên biện hộ chứ vậy? Trời ơi, đâu có sự quan hệ gì kìa. Mặt thiết, mà nó gương. Mà là... Trời, ông hiểu lầm cái chết bầu đó hả? Ừ. Vậy rồi hả? Vậy rồi em Hạnh tới chở đi nữa, có dám đi nữa không? Chở đi mua đồ thôi chứ đâu có làm gì đâu. Đi mua đồ thôi chứ đâu có làm gì đâu hả? Vậy hả? Tôi đâu có nói vô làm gì đâu, vô phân trần chứ. Ôi trời. Ngày á. Thì tôi nói vô, nó chở vô đi mua đồ thôi chứ tôi đâu có nói gì vô đâu mà phân trần. Ừ. Rồi chồng của Hạnh chở hả? Ừ. Rồi A Lạch được ngồi trước hay ngồi sau? Ngồi sau. Hai vợ chồng ngồi đằng trước. Ừ. A Lạch thì ngồi đằng sau. Ừ.
Rồi đi mua mấy cái đồ về trồng thôi vậy đó ha. Hạt bông, hạt hoa, rồi mua phân rồi về tưới. Trên bộ mấy cái hạt giống tôi để đâu vậy? Mua về mà không biết để đâu làm sao? Ủa? Rồi mua lần vậy nhiều không? Để trên bàn mất tiền. Mua lần vậy khoảng nhiêu tiền? 5 loại hạt giống. Tôi biết đâu. Người bữa đó quên đi cái sự tiền. Mà người ta trả tiền người mua cho cố vô phải không? Ở đâu cơ? Vậy hả? Chỉ mua 2 bịch phân đó thôi hả? Ồ vậy hả? Cũng lịch sự ha. Người ta trả tiền cũng biết lịch sự. Đâu có đâu. Tôi mua có 2 bịch phân thôi à. Ồ vậy đó hả? Coi như là người ta cũng lịch sự lịch sàng lắm ha. Phải không? Giảm mặt qua coi. Yes. Rồi mày giảm đây thẳng cho tao cười cái coi. Thì cái mặt mày lúc này khùng dữ, răng mày sắp hư rồi, sắp rụng hết rồi kìa. À phải cả đi dentist đó. Rồi dentist cái gì? Hằng ngày bây giờ chà răng lấy muối ngậm vô. Ừ. Chà muối lấy muối ngậm vô thôi là rụng không còn cái đó, ok. Ừ. Đi dentist để liên răng đúng không? Ừ. Muốn giữ gìn hồi sợ rụng răng đúng không? Ừ. Tướng là ham ăn mà rụng răng là lấy gì ăn? Còn gì nữa. Ham ăn lắm, thích ăn mấy cái đồ gì giòn cứng lắm mà kiểu rụng răng hết là lấy gì ăn? Nói đúng ý quá rồi. Ăn trái cây là cắn nhai rượu rượu. Răng rụng hết lấy gì ăn? Đúng không? Ừ. Ừ. Rồi sao nữa? Ừ. Rồi sao nữa nói nghe coi. Ừ. Tôi đi về ở nhà vô làm gì? Nhà thì chăm sóc rau vậy thôi. Chứ đâu làm. Sướng quá ha, không có làm gì trơn á. Rồi đi chơi. Đâu có đi chơi đâu. Sao mà không có? Vòng vòng neighborhood thôi. Không dám neighborhood đâu. Đi mà ăn trộm, hái rau, hái cỏ, hái trái cây, người ta đâu quýnh gỉ vò cái tay gánh chịu nha. Nghe không? Ừ. Hả? Yes. Ừ. Kêu chúng tôi đi mà ăn trộm không lưỡi gì biết rồi đó. Đó. Giờ tôi chữ trời ơi, trời xanh mây nước luôn. Nó đi lượm, nó đi lôi, nó kéo về. Nhà này giờ còn hơn cái bình địa nữa. Bữa kia kéo 2 chiếc xe đồ chơi con nít dễ thục dục ngay sân trước. Trời ơi, tôi vừa bước về tới nhà tôi chửi phải thục hầm luôn rồi, xong rồi phải lôi 2 xe đi dục liền. Đâu có được, không có được đi lôi 3 cái đồ đó về nhà nữa nghe chưa. Quá trời quá đất. Đó, được một gỗ rồi đó ha. Người đằng kia có rau gì? Đằng kia có rau gì đấy anh? Ủa đằng kia có rau má nữa hả? Đâu? Ồ, đằng đó cũng được chậu rau má đó hả? Ừ, mới cắt được rồi. Cắt vừa rồi đấy, cho em Hạnh đó hả? Ờ, hình như vậy. Ừ. Thì không ăn thì cái nào không ăn mà em Hạnh xin thì cho em Hạnh ăn đi. Cắt ngắn ngắn thôi, đừng cắt cọng già quá, mất công tôi lựa nha. Ủa sao vô cắt hết mấy cái nhánh lựu của tôi vậy? Không có được cắt nhánh lựu bỏ hay chưa? Không, cho em để cho có trái, nó đang trái mà. Đậu trái rồi. Không có cắt nữa nha chưa? Đủ rồi đó, khùng lên cắt là không có được à. Ok, đó, mặt khùng lên á. Quá trời luôn. Rồi như vậy rồi, tuần này rồi em Hạnh không có tới chợ đi. Rồi vậy là không gọi điện thoại luôn. Vậy rồi tuần sau có em Hạnh không tới rồi có gọi kiếm không? Hả? Ừ. Rồi tuần sau em Hạnh không tới rồi gọi kiếm không? Ờ, không biết nữa. Hỏi A Lạch gọi kiếm không? Không, đâu, A Lạch đâu có giữ số phone đó. Thì bây giờ nếu mà tôi cho số phone. Nhớ hình như kìa rồi. Cho hỏi nắp giữ gì nè, không cố đổi. Ừ. Phải không? Ngồi gần vô quá trời ơi nắp. Ồ, vô không tắm thiệt hả? Ừ. Vô không có tắm thiệt hả? Dạ lại còn tắm nó dơ quá trời. Không có ai clean kìa, phải mướn người. Ủa sao vô không clean mà mướn người? Tôi không biết làm á. Ê sao không biết làm? Trời ơi, chà nó không có hết nữa. Thấy chưa? Ở trong còn tắm bây giờ có mình ơn là xài rồi đó. Lấy thuốc tẩy vô, đeo bao tay vô chà. Chút nữa đi mua cái gì đó. Cái ấy làm cho nó khỏi đi. Dán lại. Lấy thuốc tẩy. Mới còn 7 đồng nữa. Đừng có phá banh hết trơn rồi cái vòi nước mà nó chảy đùng đùng khỏi tắm ha. Đừng có phá banh hết đó nha. Chà cho sạch là được rồi đó. Bây giờ phòng tắm đó, nhà đó có nên là xài cho ai? Đâu có ai xài đâu. Phòng tắm bên ngoài đó mấy ông kia đâu có ở đây nó đâu xài. Ủa đi đâu hết rồi? Ủa vô không thấy mấy ông, không biết mà không đi qua bển hết rồi à. Oh. Xe ô vi cũng chạy qua bển hết rồi.
cắt cái đẹp thôi, còn cái xấu xấu đừng cắt. Đó. Đây nè. Đó, cắt rau đó, giờ mặt lên đây coi. Mà hơi nách thiệt không nội ơi, ngồi gần vậy mà hơi nách đó. Không tắm á. Ừ. Dạ, ngồi gần phụ nữ ta để người ta nói hơi nách, không thấy ghê hả? Trời ơi. Không mắc cỡ. Mày đâu có bị bệnh đó đâu. Không bị bệnh vậy, mùi đó là mùi gì? Này biết rồi, mày không phải mùi của mày đâu à. Ủa vậy phải mùi của Du, mùi của ai? À biết rồi. Du ngồi ở đây mà không phải mùi của Du, mùi của ai? Mày đưa. Du là bệnh hơi nách có tiếng luôn. Lấy cái dơ đó ra, cắt lấy cái đẹp thôi kìa, dục mấy cọng vàng vàng uống ra. Quá trời cái mặt khùng rồi. Ốm thì như con khỉ đột. Ha. Ốm thì như con khỉ đột chứ còn gì nữa. Không phải con khỉ đột thì con khỉ gì? Thường thường con khỉ người ta kêu khỉ gì? Hả? Khỉ đột nó gan sao? Khỉ đột nó gan sao ạ? À? Vậy Du có thấy con khỉ qua chưa? Măng kỳ chưa? Măng kỳ. À. Oh. Là khỉ đột. Cái mặt nó ốm mà nó nhăn nhó rồi vậy đó. Là khí độc hôi thiệt, hay là tao mày đi tắm đi gớm quá. Vừa hôi chua mà vừa hôi nách nữa, chắc là không có tao nhà nhắc nhở tắm chắc 10 ngày chưa tắm nè. Đâu có. Mỗi năm tắm 3 4 lần. Ngọn xèo. Bây giờ mày khan tiếng nó nói chuyện không ra hơi luôn vậy đó. Ừ. Nó bị cảm á, chưa lạnh á. Rồi uống thuốc rồi. Mà là uống thuốc không đủ. Không đúng giờ chắc. Thì uống giờ đúng giờ. Uống 3 viên luôn. Mà sao nó không nhúc nhích. Ừ. Mà nó còn như nó gọi là nó còn ra đàm nữa. Ừ. Thì uống nước nhiều vô, ăn rau nhiều vô. Coi chừng bệnh ho lao đó, có cần đi bác sĩ không? No. Mấy thằng mày thì chờ chết mới vô bệnh viện không. Nói giỡn chứ tôi cũng bao nhiêu năm mà tôi chưa có đi khám. Chưa có đi bác sĩ nè trời. À, đi bác sĩ chứ có đi, nhưng mà không có bác sĩ kêu về lấy hẹn để đi thử máu đó, đi check up thử máu mỗi năm rồi mình thử máu một lần á. Đó mà cũng lây lất rồi quên luôn. Mấy năm rồi đó trời không thử máu nào, không chừng có cholesterol đồ cao không nữa. Đó. Đó, giờ dòng cây dòng có nội alert kìa. Đó thấy chưa? Đó. Về rồi hơi sẵn review cũng có nổi alert cho cả nhà mình xem. Đó. Kêu cắt gao cho Hằng để bỏ già hết uổng. Rồi khịa để cho mọi người cười. Biết khịa là gì không? Hả? Không. Không hả? Đây là khịa. Khịa đó là ăn thịt khịa đó. Biết thịt khịa không? Nè dòm mặt qua đây nè. Dòm lên, dòm qua đây. Dòm thẳng lên, nhăn rồi làm như nhăn rồi như khi đột coi. Đâu dòm lại ta chụp tấm hình nè. Dòm lại, đưa cái đầu xích ra chút. Ngồi quay mặt ra chút. Ngồi quay mặt qua chút, dòm qua đây. Nè, ngồi quay dòm nè. Rồi dòm thẳng vô màn hình. Rồi cười, rồi làm điệu nữa. Nhân gái á. Đi. Ngồi quay qua làm điệu nữa. Ờ, làm điệu nữa. Trời bị thuộc. Đó, cái này rau dền phải không? Đó, rau dền mà ăn cái đọt non non thì ăn chứ già khù cũng có ăn. Rau dền là người ta ăn non non chứ ai mà ăn già. Rau dền nấu chung với rau má cũng được. Nấu với tôm khô. Đó, trồng đó, trồng tứ lưa tà le hết. Mà ba cái đậu gì dạ trơn uổng ơi, giờ vô giải hột gì mà đầy hết trơn vậy? Vô giải hột vô trồng cái gì đầy hết trơn vậy? Không. Đó. Tôi trồng bông ấy. Không để tới chân Tết á. Đất ơi, bông cái gì không nổi ơi, mùa lạnh tới rồi. Bông để chân Tết rồi nữa trời, bông vạn thọ đó hả? Không biết có được cái nào không á. Dạ trời. Không biết có được cái bông nào không mới nói ha. Còn gì nữa? Đó, rau cần nước á, đang trồng ăn được, giờ bứng ra dục chín ngắt hết rồi. Giống vậy nó phá làng, phá xóm, phá vậy đó. Rồi coi kìa, tưới nước để động dũng như vậy đó rồi ha. Rồi mỗi tháng ai trả tiền nước? Coi tưới cỡ này nè, mỗi tháng ai trả tiền nước?
tưới hay là cái ống nước dưới này bể nó xì lên vậy? Không. Cái ống nước dưới này còn bể không? Không. Ừ, cái gì đó? Cái đó tưới hả? Không. Vậy không tưới sao nước ngập hết vậy? Không. Đây nè. Tưới hay là ống nước bể xì lên? Đâu? Đó, nước nó thấm ướt đất hết đó. Thì phải tưới nếu cái thấm. Không có tưới nhiều nữa. Ok. Chứ đâu không tưới mà thấm. Mà thấm nữa. Ừ. Không có tưới nữa. Cái gì đó? Tại vì thấy định trồng ra nhiều hơn. Mà thì chú không chịu đi theo, tôi không có chịu đi chơi với mọi người gì hết trơn vậy Alex. Thì chừng nào đi đâu chơi kêu. Kêu nhưng mà đi rồi qua bển ở. Ở đời này. Đúng rồi, trồng ra bự nhiều hơn nó chết hết. Ừ. Ờ. Rồi luống rồi. Đi chơi. Chết luôn thêm. Rồi còn chút chút ở trong này chắc luôn. Vậy chủ nhật đi chứ không? Đi kêu ông Danh chở. Ừ. Ăn bận đẹp, mặt mày phải tỉnh táo, cùng cùng ngáo ngáo là không được với tao. Ok? Ừ. Chịu không? Ừ. Đi là chơi thì mặt mày phải tỉnh táo. Ừ. Rồi đủ rồi, đừng cắt nữa, bưng vô, đứng dậy. Vô nè. Đừng có cắt cái vô, cắt cái đàng hoàng mới ăn được. Ngâm chứ. Rồi. Thôi mấy cái lá này dơ không mà ăn vậy. Mấy con trùng trùng, con nhớ nhện gì cũng. Ngâm này rửa bị gì đó. Rồi bưng đi. Ừ. Rồi bưng đi. Ây da. Rồi coi còn rau gì hái được nữa không? Đậu. 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 Cái gì? Đậu. Thôi đậu nó già quá mà ăn gì. Đậu non thì mới ăn. Đây nè, cái này nè. Đi hái đừng có cho chết, hái đi. Cái này nấu canh ăn ngon dữ lắm. Ồ vậy á. Ờ cái này kêu bằng cái gì quên mất rồi. Hái đi lạch. Sữa. Hái lá non nha. Cái này là của mỗi lần của chú Khôi cho tôi đó. Kêu bằng cái này, kêu bằng gì đó quên rồi đó. Lá gì đó? Non non hái. Ừ. Đó lựa lá non hái đi. Cái lá gì đây nè mà người ta nấu canh ăn được đó. Lá gì đó quên mất rồi. Lựa non hái. Để tôi nấu canh chung với rau má gì đó tôi ăn cho nó mát. Cái này không biết lá gì á mọi người ơi. Kiểu lá gì nè. Nguyên cái cây bụi một bụi nè. Hồi đó chú Khôi cho lâu rồi mấy năm. Chứ còn cái gì đó kìa. Nha. Không có để cho chết nha. Ừ. Cái bụi này không có để cho chết. Phải để gì gầy giống. Kêu bằng cái gì đó. Nấu canh ăn được đó. Tự nhiên quên ngang nè. Nhiên quên ngang. Không biết nó là cái gì. Nấu chung với rau má. Không biết ăn được không. Cái này lá gì vậy? Lá gì ta? Lá gì? Rồi, thôi lá già đừng hái, đủ rồi. Rồi đứng dậy. Đi già đừng hái không ăn được. Coi còn trái dưa leo nào ăn được không? Tự nhiên hai trái dưa leo bằng bắp dế vậy á Lạch. Để làm giống. Hột dưa ở cái ngoài mua trồng được rồi. Rồi thôi đưa gỗ rau đây. Rồi đi vô cơm nước vậy ha. Có canh tôi nấu đem về. Canh gì đó, canh khoai môn với xương heo kìa. Đi vô bới cơm ăn đi. Hả? Không, không ăn cái đó đó.